Thưa quý vị, sau 2 năm dừng các hoạt động để phòng chống dịch COVID-19, năm nay làng Bồ Bản xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang khởi động lễ cúng thần nông. Hoạt động này nhận được sự hưởng ứng đông đảo của người dân trong làng. Đình làng Bồ Bản được xây dựng vào năm Canh Thân, niên hiệu Cảnh Thịnh 1800 bằng tranh tre, sau đó được hoàn chỉnh khang trang bằng vật liệu vững bền vào năm Tự Đức thứ 5, tức 1852. Đình làng được công nhận là di tích cấp quốc gia vào ngày 4 tháng 1 năm 1999. Đây không chỉ là một thiết chế văn hóa, một công trình kiến trúc tín ngưỡng cổ truyền tiêu biểu, mà còn là nơi diễn ra nhiều sự kiện lịch sử quan trọng của cách mạng địa phương trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc. Cũng trong thời gian này, các bậc tiền hiền, hậu hiền đã xây dựng miếu thần nông bên phải đình. Theo thông lệ, lễ cúng thần nông được người dân làng Bồ Bản duy trì vào ngày mùng 2 tháng 10 hàng năm. Tùy theo điều kiện của từng gia đình mà bà con sắm sửa lễ vật mang đến cúng, chủ yếu được làm từ các sản vật nông nghiệp. Năm nay mùng 2 tháng 10 là mâm bánh này để tôi cúng bên đình làng là để cúng thần nông. Rồi coi như thần gió quả là coi như được mùa cho dân để lồ mai. Thịnh cũng cố gắng về để thôn giữ cái lễ cúng thần nông của làng theo cái tục cổ truyền của các bậc tiền nhân để lại. Thôn Bồ Bản có 625 hộ, hơn 80% người dân sống bằng nghề nông. Vì vậy, việc duy trì lễ cúng thần nông là nhu cầu tâm linh nhằm cầu cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, gia đình ấm no hạnh phúc. Để phát huy cái nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, thì làng Bồ Bản là luôn luôn giữ được cái nét đẹp trưng này. Và những năm tiếp theo thì bà con là cũng tiếp tục duy trì và phát huy mỗi ngày để cho bà con dân làng có cái dịp này là đến để mà trước hết là cúng tổ của ông thần nông, và sau đó thì bà con cũng ngồi lại để mà xúm xít bàn chuyện về làm ăn mùa màng và những cái kinh nghiệm cho cái mùa năm sau được thắng lợi hơn. Là một trong nhiều thôn được huyện Hòa Vang chọn xây dựng làng văn hóa đặc trưng. Vì vậy, việc duy trì và phát huy giá trị truyền thống thông qua các hoạt động lễ hội là góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc của cha ông để lại.